Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân duyên là thầy Thiền Lâm cũng có thỉnh thoảng cũng có đến chùa Tổ Đình Vũ Long, tức là cái chùa mà thầy đang trụ trì ở đó, cũng có tiếp xúc về trao đổi về đạo pháp, cho nên thầy Thiền Lâm có nhà ý là mời thầy đến đây để chia sẻ pháp với đạo tràng Bác Quan Trai ngày hôm nay. Và thầy cũng rất hoan hỷ thấy rằng là cái buổi đạo tràng cái Bác Quan Trai hôm nay các Phật tử đến rất là đông. Đó là một cái điều rất đáng mừng. Thầy ít khi về cái vùng Phật giáo ở Hóc Môn, cho nên cũng ít biết về cái sự tu tập của các Phật tử ở vùng Hóc Môn như thế nào. Nhưng mà hôm nay thì thấy là rất hoan hỷ khi thấy là các quý vị Phật tử, quý vị thiền nam tín nữ đã đến thọ Bác Quan Trai cũng như là để nghe pháp đông đủ như vậy, thật là một điều đáng tán dương và đáng hoan hỷ. Hôm nay để chia sẻ pháp lại ra đó, thì để cho các Phật tử hỏi thì thầy dễ tùy cái nhu cầu học gọi của Phật tử để trả lời ấy, thì dễ hơn. Nhưng bây giờ thầy cũng giới thiệu một cách đơn giản về cái sự tu tập của đạo Phật như thế nào. Khi chúng ta tu tập ấy, thì cái điều quan trọng là chúng ta thấy được cái cốt lõi của sự tu tập là ở đâu. Thì bởi vì tại sao vậy? Bởi vì là nhiều cái pháp môn tu tập hay là nhiều cái phương tiện, nhiều cái phương pháp tu hành khác nhau. Người thì tu theo tịnh, người tu theo mật, người tu theo thiền, và rất nhiều cái pháp môn phương tiện khác nhau. Tuy nhiên mình phải hiểu được cái nguyên lý gốc, tức là cái nguyên lý chính. Thật ra cái nguyên lý chính của sự tu tập á, là rất đơn giản chứ không phải là phức tạp hay là khó khăn gì, mà đó là một cái nguyên lý hết sức đơn giản. Cuộc sống á, thực ra là cái cuộc sống này là có rất nhiều cái bài học để chúng ta học, và những cái bài học đó chính là những bài học giác ngộ. Bởi vì đạo Phật á, nó khác với các tôn giáo khác ở chỗ là các tôn giáo khác á, thì họ muốn tu để đạt được một cái lý tưởng nào đó của họ. Nhưng mà đạo Phật á, thì cái mục đích chỉ là giác ngộ ra sự thật mà thôi. Tức là cái cuộc sống này á, nó tùy theo cái nhìn của mình. Cái cuộc sống là nó cũng vẫn vậy thôi, nhưng mà tùy theo mỗi cái nhìn của mỗi người. Có người thì là nhìn cuộc sống một cách bi quan, hay là có người thì nhìn cuộc sống một cách lạc quan, thì đó là do cái thái độ của mỗi người. Cho nên á, cái thái độ, nhận thức và hành vi của mỗi người trong cuộc sống là cực kỳ quan trọng. Cuộc sống từ nó đó thì giống nhau. Thí dụ như hôm nay thì nhiệt độ bao nhiêu thì cả cái thành phố của mình là thì cũng ai cũng chịu cái nhiệt độ như vậy. Đó. Trời nắng như thế nào, trời mưa như thế nào thì ai cũng giống nhau. Đó. Nhưng mà tùy cái thái độ của mỗi người, cái chính yếu là tùy cái thái độ của mình. Cho nên Đức Phật ngài dạy là hạnh phúc hay là đau khổ. Đó. Giác ngộ hay là mê mờ, trói buộc hay là giải thoát là đều do mình cả.
À, do mình là do cái gì? Do cái thái độ nhận thức và hành vi của mỗi người. Đó. Trong cuộc sống á, chúng ta thấy là có phải là chỉ có thái độ nhận thức và hành vi là chính không? Có phải vậy không? Thái độ nhận thức và hành vi là chính. Bởi vì á, để nói cho dễ hiểu là thế này, mình nhận thức đúng hay là sai, hành vi tốt hay là xấu, chỉ có chừng đó thôi. Nếu trong cuộc sống đó mà mình nhận thức đúng và hành vi tốt thì chắc chắn là đưa đến những cái hiệu quả tốt đẹp đó. Còn nếu như mà mình nhận thức sai và hành vi xấu đó thì chắc chắn là đưa đến phiền não khổ đau, đưa đến hại mình hại người đó. Thì thế nào là cái nhận thức đúng? Nhận thức đúng á, Đức Phật Ngài dạy là chánh kiến và chánh tư duy. Chánh kiến và chánh tư duy chính là nhận thức đúng. Chánh kiến tức là mình thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm hay là biết đó. Khi mà mình hay nói một cách khác là mình, khi mình trải nghiệm cuộc sống thì mình phải thấy, nghe hay là ngửi, nếm, xúc chạm hay là biết một cách như thực. Như thực tức là ví dụ như đây là cái hoa này màu vàng, cái hoa này màu đỏ, hoa này màu trắng, thì mình chỉ thấy đơn thuần là ở đây màu vàng, đây màu đỏ, đây màu trắng, nó như thế nào đó thì mình thấy đúng như thật. Còn nếu mà mình tưởng tượng nó là thế này hay là mình cho nó là thế kia, rồi mình bắt nó phải theo ý mình, hay là mình muốn nó sẽ là thế này thế kia theo ý mình, thì lúc đó không còn là nó nữa, mà lúc đó là nó là cái nhận thức chủ quan của mình chứ không phải là nó. Nếu mà mình nhìn mọi sự mọi vật đúng như thực thì tất cả những cái sự tương giao hay mối quan hệ của mình trong cuộc sống là đều sẽ tốt đẹp, bởi vì cái gì mình cũng thấy là trung thực cả. Nhưng mà khi mình cứ tưởng tượng nó là thế này, rồi mình kết luận nó là thế kia, rồi mình muốn nó phải theo ý mình hay là sẽ theo ý mình gì đó, thì như vậy là lúc đó là cái nhận thức và hành vi là chủ quan. Mà khi nhận thức và hành vi chủ quan á, thì sẽ có một người có cái nhận thức và hành vi chủ quan khác mình, và vì vậy đưa đến là tranh chấp, tranh luận, hoặc là có khi đưa đến chiến tranh. Tại sao có người bất hòa với nhau? Là tại vì nhận thức không đúng và hành vi không tốt. Nếu mình nhận thức và hành vi đúng tốt á, thì sẽ không có chuyện bất hòa, không có chiến tranh, không có tranh chấp, và không đưa đến cái hại mình hại người, không đưa đến cái phiền não khổ đau. Cho nên á, là cái đầu tiên trong đạo Phật đó là nhận thức đúng và hành vi tốt. Thì nhận thức đúng và hành vi tốt được Đức Phật giới thiệu là bát chánh đạo. Các Phật tử chắc là ai cũng có nghe đến bát chánh đạo. Thì giờ thầy phân tích một chút xíu về cái bát chánh đạo như thế nào. Thì trong cuộc sống của mình á, bát chánh đạo tức là cái cách nhận thức và hành vi của mình đối với cuộc sống, chứ không phải bát chánh đạo là một, mình đừng nghĩ là bát chánh đạo là một cái con đường mà chỉ để tu để giải thoát thôi, không phải vậy. Mà bát chánh đạo là sống đúng tốt trong đời sống này, chứ không phải là bát chánh đạo là để mình siêu thoát đi ở một cái chỗ nào đó cao siêu, mà bát chánh đạo chính là mình để mình sống đúng tốt trong cuộc đời này thôi. Nhưng mà khi mình sống đúng tốt, hoàn toàn đúng tốt trong cuộc đời này đó,
thì cũng chính là giác ngộ giải thoát. Bởi vì khi mình nhận thức hoàn toàn đúng sự thật và mình hành động hoàn toàn đúng với từ bi hỷ xả thì như vậy là thành Phật rồi chứ gì nữa, phải không? Như vậy là mình giác ngộ rồi chứ gì nữa. Vì vậy cho nên á, bát chánh đạo cũng chính là cái đời sống đúng tốt trong cuộc đời này, mà đồng thời cũng là con đường giác ngộ giải thoát. Thì trong bát chánh đạo đó, chúng ta thấy là thực ra nó chỉ có hai phần thôi, đó là nhận thức và hành vi. Nhận thức á, là chánh kiến, chánh tư duy. Chánh kiến tức là phải thấy, biết đúng, trung thực, chính xác. Đó là thấy biết đúng. Và khi mà mình đã thấy biết đúng á, thì mình sẽ suy nghĩ đúng, phải không? Có thấy biết đúng mới suy nghĩ đúng, chứ không thấy biết đúng không thể nào suy nghĩ đúng được. Thí dụ như bây giờ quý vị có đi Huế, có biết đại nội Huế ở đâu, rồi các cái lăng tẩm ở đâu, rồi sông Hương núi Ngự ở đâu, rồi biết á, thì khi đó mình mới, giả sử như bây giờ có người hỏi là bây giờ nếu mà mình đi từ cái đại nội mà đi đến cái lăng Minh Mạng thì là như thế nào, mà mình thấy biết á, thì mình sẽ nói được rất dễ dàng, phải không? Cho nên á, thế mà mình có thấy biết đúng thì khi đó mình mới là suy nghĩ đúng. Bây giờ mình mới suy nghĩ rằng là bây giờ ở ngoài Huế nó có bao nhiêu phương tiện, có những cái loại xe gì, và mình sẽ đi từ đại nội đến chỗ lăng Minh Mạng như thế nào. Tức là mình có thấy biết đúng rồi, khi đó mình mới tính là mình đi đường nào, rồi đi xe gì, bao lâu. Cho nên đó là nhờ cái thấy biết đúng thì khi đó mới có cái suy nghĩ đúng. Và chính hai cái điều này đó, nó là nhận thức. Tức là nếu thấy biết đúng và nhận thức và suy nghĩ đúng đó, thì đó tức là nhận thức đúng về cuộc sống đó. Khi mình nhận thức đúng và khi mình nhận thức đúng rồi đó, thì cái đó mới có đưa đến hành vi. Cái hành vi đó là do nhận thức mà có. Tức là mình nhận thức sao là mình sẽ hành vi như vậy thôi. Thí dụ như bây giờ một cái người mà nấu ăn đi, nếu mà họ nhận thức đúng về các cái thực phẩm, rồi gia vị, rồi biết sử dụng các cái, ví dụ như lò củi hay là lò ga hay là như thế nào đó, mà họ biết rành rẽ đó, thì lúc đó họ mới nấu ăn được. Chứ nếu họ không biết là họ không thể nào nấu ăn được. Cho nên cái cuộc đời này á, thầy có nói là cái tu đó thì cũng giống như nấu ăn thôi. Tu đó cũng giống như nấu ăn á. Bây giờ mình giao cho hai người một cái nhà bếp hoàn toàn là trong đó có đầy đủ mọi thứ hết rồi. Nhưng một người biết nấu ăn á, thì vô đó người ta sẽ nấu ra rất nhiều món ngon. Ăn người nào ăn cũng thấy ngon và ăn vô thì nó bổ khỏe. Còn nếu người không biết á, thì vô đó là nấu ăn là không những là ăn không được mà nó còn hư hao thực phẩm đồ hết. Coi như mà không biết gì cả thì vô đó là làm cho cái bếp là hư hỏng hết trơn. Đó. Thì cái cuộc đời này nó cũng giống như cái nhà bếp. Mà mình sống trong cuộc đời này á, là giống như là mình có nhận thức đúng về cuộc sống thì lúc đó mình mới là sống đúng tốt. Đó. Còn nếu mà mình không nhận thức đúng về cuộc sống á, thì mình sẽ đau khổ. Đơn giản như thế này. Bây giờ mình đây có một cái bình hoa. Và nếu như mình biết rõ rằng là cái bình hoa này á, là cái hoa này thì bao lâu tàn, cái hoa kia thì bao lâu nó tàn. Đó. Và nó cần nước hay là nó để nước như thế nào. Đó. Nếu mà mình biết rõ đó, thì đến lúc nó tàn là mình không có buồn gì cả. Bởi vì đương nhiên cái hoa này là nó phải mấy ngày nó tàn thôi. Đó. Nhưng mình không biết á, mình muốn nó là phải là luôn luôn là đẹp. Thì đến khi nó tàn thì mình sẽ đau khổ. Còn nếu mình biết thì không sao. Mình biết là cái chuyện đó là bình thường thôi. Đó. Thành đây là những cái nhận thức về cuộc sống á. Khi mình nhận thức đúng về cuộc sống, tức là nhận thức đúng bản chất của cuộc sống. Đó. Thì khi mình nhận thức đúng như vậy á,
và mình suy nghĩ thấy biết đúng và suy nghĩ đúng thì đưa đến hành vi về về thân là đúng tốt. Tức là hành vi nó có hai loại, hành vi về thân và hành vi về tâm. Hành vi về thân thì gồm có là khi mình đã nhận thức đúng thì đưa đến là mình nói năng đúng, tức là chánh ngữ, phải không? Thí dụ bây giờ thầy biết rõ về Huế, có người hỏi rằng bây giờ đi Huế như thế nào, đang ngoài đó rồi làm gì, thì thầy là người rành rẽ Huế thì thầy nói được hết, thành ra là nói đúng, phải không? Bây giờ một người không biết gì về Huế cả, nghe người ta nói rồi mà cũng tạ lung tung hết á, thì lúc đó là khi người ta ra Huế người ta không biết là làm sao hết trơn. Đó, thành ra cái người mà đã nhận thức đúng thì cái người đó nói năng mới đúng, nói ra mới đúng. Và cái người nói năng đúng thì mới có hành động đúng. Hành động tức là khi mình làm thiết thực đó. Giả sử như bây giờ cái người đó họ rành rẽ về cái thức ăn, tức là họ nhận thức đúng rồi đó. Bây giờ ví dụ như là mình có một số người khách, thì cái người đó liền biết rằng là với cái số khách này thì mình sẽ nấu bao nhiêu gạo, bao nhiêu canh, bao nhiêu kho, bao đồ xào gì đó, là người đó sẽ biết rất rõ, phải không? Tức là đó là thấy biết rõ nè. Khi thấy biết rõ thì người đó mới là nói rồi bây giờ là đi ra chợ mua những cái món này món này món này món này đó. Tức là họ nói năng đúng, và khi đem những cái đồ đó về họ mới là nấu, đem ra thực hiện họ nấu, thì họ nấu rất là món ăn rất là ngon, thì đó là chánh nghiệp. Chánh nghiệp tức là hành động đúng, rất đơn giản, chứ không phải là mình đừng có cái hiệu chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp rồi này kia, nó quá xa, mà nó rất đơn giản như vậy thôi. Và khi mình đã có chánh ngữ, chánh nghiệp thì mình sẽ là sống đúng tốt. Sống đúng tốt tức là sao? Tức là mình sống bằng cái phương tiện gì, bằng cái nghề nghiệp gì mà không có hại mình hại người, tức là chánh mạng. Chánh mạng tức là sinh sống đúng tốt. Nếu mình sinh sống cách gì mà nó hại cho người khác, hại người khác thì cũng là hại mình. Nhiều khi có nhiều người họ cứ tưởng rằng là mình cứ hại người khác để lợi cho mình, nhưng thực ra là khi hại người khác là đã hại mình rồi. Bởi vì khi mình khởi lên một cái tâm mà hại người khác thì theo khoa học người ta chứng minh rằng là khi một cái tâm bất thiện mà nó khởi lên thì ở trong cơ thể mình nó sẽ tiết ra những cái chất độc tố đó. Nhưng mà nếu mà mình cái tâm mình mà hiền thiện trong lành thì trong cơ thể mình nó lại phát ra những cái yếu tố lành mạnh đó. Thành ra cái tâm của mình nó ảnh hưởng tới mình đó. Quý vị thấy là khi quý vị dần lên một cái thì nhiệt độ trong người tăng, phải không? Huyết áp tăng lên đó. Và có khi là nếu mà huyết áp tăng mà các cái mạch máu của mình đó, nhất là các cái tiểu mạch ở trên não của mình đó, mà nó không đủ bền đó, thì nó có thể là vỡ, cho nên người ta gọi là tai biến đó. Thành ra mình đâu phải, mình cứ tưởng là mình nổi sân lên mình hại người ta là mình chỉ hại được người ta thôi, nhưng mà trong khi đó là ở trong mình đó là nhồi máu cơ tim, rồi huyết áp tăng lên, và có thể là bị có nhiều người mà nổi sân lên nó đột quỵ luôn, là tại vì họ nổi sân lên cái là họ bị tai biến. Vậy thì khi mà mình sống trong đời sống mình sống cách gì mà nó mình nghĩ rằng là lời lạc cho mình, bằng cách là mình lừa dối người khác hay là mình hại người khác để mình sống đó, thì thực ra là mình đã hại mình trước rồi. Cho nên người ta mới nói rằng là hàm huyết phú nhân tiên ô từ khẩu, tức là
mình mà ngầm máu phun người thì đầu tiên là miệng mình nó dơ trước. Người ta dơ, không biết người ta có dơ hay không, nhưng mà mình ngầm máu là mình đã dơ rồi. Phun người không biết là phun có trúng người ta không, nhưng mà mình đã bị dơ trước. Vì vậy cho nên là sống đúng là tức là gọi là chánh mạng. Chánh mạng thì cái đó là thuộc về thân, thuộc về đời sống vật chất. Còn cái đời sống mà tinh thần á, tức là hành vi về tinh thần, tức là hành vi hồi nãy là hành vi về thân, còn bây giờ là hành vi về tâm. Hành vi về tâm á, thì có ba cái điều, đó là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Ba cái này là nó hơi khó hiểu nè. Chánh tinh tấn đó có nghĩa là mình phải sống nghiêm túc. Mình làm bất kỳ một việc gì cũng làm một cách nghiêm túc, chứ không làm một cách hời hợt hay làm một cách chánh mãn. Thí dụ như bây giờ cầm ly nước lên uống cũng là cầm ly nước lên uống một cách nghiêm túc, chân thành, chứ không phải làm một cách chánh mãn. Thì khi mà mình, cái đó gọi là tinh tấn. Tinh tấn là làm, nói năng, suy nghĩ gì cũng đều phải là chân thành, nghiêm túc. Đó là tinh tấn. Hết lòng, nhiệt tâm. Đó là những cái từ mà để cho chỉ cho cái sự tinh tấn. Thí dụ như khi mình tụng kinh. Khi mình tụng kinh là mình tụng kinh hết lòng. Đó. Đem hết lòng của mình vào tụng kinh thì đó là tụng kinh một cách nghiêm túc, một cách chân thành. Đó. Chứ không phải là tụng kinh chân mạng, vừa tụng thì miệng thì niệm như vậy nhưng mà tâm mình cứ nghĩ tới ngồi chờ, hoặc là nghĩ tới ở nhà hay nghĩ tới chuyện này chuyện kia, thành ra là nó phân tâm, nó không có yên tâm. Không yên tâm á, thì cái buổi mà tụng kinh của mình nó không có đem lại cái lợi ích an lạc gì cả. Đó. Cho nên đó là cái đầu tiên á, về cái hành động của tâm á, thì đầu tiên là mình làm việc gì là làm phải nghiêm túc, chân thành, không có chạnh mạng, không có lơ là, không có tức là không làm cho có mà làm hết lòng. Và cái thứ hai á, chánh niệm là gì? Tức là khi mình nghiêm túc á, thì nó đi kèm theo một cái chánh niệm. Chánh niệm đó là lúc đó mình tròn vẹn với cái việc mình đang làm, đó là gọi là chánh niệm. Còn khi mà mình đang làm một việc gì đó mà cái tâm mình nó lại nằm ở chỗ khác thì như vậy gọi là thất niệm. Mình ví dụ như mình đang tụng kinh mà mình nghĩ đến một cái việc khác mà cái tâm mình nó lại cứ dính vào chuyện đó. Như có một cái câu chuyện thế này. Có một câu chuyện nói là có một vị thầy được Phật tử mời tới tụng kinh một cái Dhamma. Thì vị đó đi, khi mà Phật tử đó kêu cái đi quên cái chìa khóa. Quên không biết là mình khóa cửa rồi đó, quên đó rồi. Bây giờ khi tụng kinh mà rờ trong túi nó không thấy cái chìa khóa. Thành ra vì đó vừa tụng thì vì thuộc lòng cho nên cứ tụng là cứ tụng được. Cứ tụng được. Tụng được nhưng mà cứ nghĩ tới chìa khóa không thôi. Đó. Thì cái đó là gọi là thất niệm đó. Thế lại ra là mình tụng kinh là mình phải tròn vẹn với cái niệm tụng kinh. Nhưng mà mình tụng kinh mà cứ nghĩ đến cái chìa khóa, không biết nó ở đâu rồi, không biết rồi. Mình đã khóa cửa chưa? Cho nên cứ lo lắng về chuyện đó. Thì cái thái độ đó chính là thất niệm. Thì mình á, trong đời sống của mình là mình thường hay thất niệm lắm. Mà hệ thất niệm á, thì thật ra là cái nếu mà đo lường cái mức độ tu hành của mỗi người như thế nào đó, thì chính là đo lường ở nơi chỗ là cái độ chánh niệm được bao nhiêu. Tức là cái độ tròn vẹn với mình, với cái mình đang làm á, là bao nhiêu. Thí dụ như mình tụng kinh mà mình một nửa tâm á, là tụng kinh, còn một nửa tâm là chuyện khác. Như vậy là coi như là
có chánh niệm 50%, còn 50% là thất niệm. À, vì vậy cho nên khi mà mình làm bất kỳ một việc gì, không phải là tụng kinh không, mà khi mình đi hay đứng hay nằm ngồi hay làm bất kỳ chuyện gì, tâm mình cũng phải là tròn vẹn với cái việc đó. À, tròn vẹn tỉnh thức với cái việc đó, tức là mình tròn vẹn và sáng suốt biết rõ. Thì ở trong 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 thiền nó có một cái thiền gọi là thiền minh sát hay là thiền vipassana, có nghĩa là mình phải thường soi sáng lại cái thân tâm mình. Nói cho chính xác á, là soi sáng lại thân, thọ, tâm và pháp. À, soi sáng thân tức là khi thân của mình đang đi đứng nằm ngồi đang làm gì đó, là mình đều là biết rõ mình đang làm gì. À, trong từng cái quý vị nhớ là tu trong việc, trong từng cái việc nhỏ nhất, chứ đừng có nghĩ tu là một chuyện gì mà phải to lớn mới là tu. À, nhiều người là cứ nghĩ rằng là phải dự một cái khóa thiền nào đó mới gọi là tu, chứ thực ra là không phải. Tu là khi mình đi, khi mình đứng, khi mình ngồi, khi mình uống nước, khi mình ăn cơm, khi mình làm tất cả mọi việc gì đó, thì đều là mình tròn vẹn tức là chánh niệm đó, soi sáng lại mình. À, thì cái sự soi sáng lại mình đấy, nó liên hệ tới cái hồi nãy là chánh kiến. À, tức là mình kết hợp cái chánh kiến với chánh niệm, với là tinh tấn, tức là nghiêm túc, tròn vẹn, thấy rõ mình đang làm gì. À, như vậy gọi là thiền. Như vậy á, thiền không phải là một chuyện quá xa xôi, mà thiền chính là mình đang sống bát chánh đạo. Thực ra thiền á, là không phải là một cái, thường thường là người ta cứ nghĩ thiền là vô người ta ngồi thiền định, không phải, chỉ có định không thôi, mà trong này là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Nhưng mà chánh định ở đây là gì? Khi mình thấy biết đúng, khi mình suy nghĩ đúng, khi nói đúng, khi hành động đúng, khi sống đúng, thì tự nhiên cái tâm mình nó luôn là ổn định. Đó, cái tâm mình nó không bị xáo trộn. Thí dụ như bây giờ cái vị thầy đó mà khi khóa cửa biết rõ là mình khóa như thế nào, à, rồi cất cái chìa khóa ở đâu mình cũng biết rõ là mình cất chìa khóa ở đó, thì khi tụng kinh là bây giờ mình chỉ trọn vẹn tụng kinh thôi, chứ đâu có lo không biết cái chìa khóa để ở đâu, rồi có ai vô ăn trộm đồ gì hay không đồ gì đó, thành ra mới sinh ra là phân tâm. Chứ còn nếu mà mình khi mà mình trọn vẹn với là mọi việc á, thì tâm mình tự nhiên nó ổn định. Cho nên mà có chánh tinh tấn, chánh niệm thì có chánh định. Đó, thì cái chánh định là gì? Chánh định là cái tâm không dao động trước mọi hoàn cảnh. À, cái này, cái định này mới là định của Phật giáo. Định này là chánh định, chứ không phải định là mình ngồi mình nhắm mắt để cho mình định tâm lại. Thì cái định tâm đó cũng có, tức là có những cái lúc mình ngồi mình hoàn toàn thư giãn buông xả, hoàn toàn thư giãn buông xả, chỉ cảm nhận là cái mình đang ngồi đó, đang thở vậy thôi, thì cái tâm mình tự nhiên nó yên. Thì cái đó là định, là cũng tốt. Trong đời sống hàng ngày mình sinh hoạt nhiều thứ thì nó tiêu hao cái năng lượng của mình. À, mình làm cái gì đó thì nó cũng sẽ có tiêu hao năng lượng. Vì vậy cho nên khi mình ngồi mình thư giãn buông xả để cho nó thu hồi lại cái chân khí, thu hồi lại cái năng lượng. Cho nên đó là cái chữ định đó, nó được định nghĩa là chánh thọ. À, chánh thọ hay là chánh khí. À, tức là mình phục hồi lại cái chân khí mà mình đã mất. À, cái năng lượng mà mình đã mất. Như vậy là thầy mới giới thiệu những cái nhận thức, tính chất nhận thức và hành vi trong đời sống. Nếu như mà mình mà có chánh kiến, tức là thấy biết đúng, chánh tư duy là suy nghĩ đúng, chánh ngữ là nói năng đúng, chánh nghiệp là hành động đúng, chánh màng là sinh sống đúng,
Chánh tinh tấn là tâm luôn là chân thành nghiêm túc, và tinh tấn tức là tâm tròn vẹn với là với mọi khoảnh khắc mình đang sống. Và chánh định tức là mình tâm không dao động trước bất kỳ hoàn cảnh nào. Cái định của Phật á, chánh định á, là tâm không dao động trong mọi hoàn cảnh. Tức là ai khen mình tâm cũng không dao động, ai chê mình tâm cũng không dao động, dù có được hay mất tâm cũng không dao động. Cho nên cái định này đó thì Đức trong cái bài kinh mà Hạnh Phúc Kinh đó, Mangala Sutta, thì Đức Phật ngài nói là khi xúc chạm việc đời. Việc đời ở đây tức là cái được mất, hơn thua, thành bại, vui khổ, vinh nhục đó, tất cả những cái việc đời đó đó. Thì khi xúc chạm việc đời là tâm không đồng, không sầu, tự tại và vô nhiễm. Tức là mình tu làm sao á, tu gì cũng được, ai tu pháp môn nào cũng được. Nhưng mà làm sao mà tâm mình á, mà mình nó đi đúng được với bát chánh đạo, tức là thấy biết đúng, suy nghĩ đúng, và cuối cùng là tâm mình không dao động trước mọi sự. Tức là khi xúc chạm việc đời, tâm không động, không sầu, tự tài và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Phúc lành cao thượng đây là mình nói ở đời đó, nếu mà mình sống được như vậy đó, là mình cũng sống được hạnh phúc. Nhưng mà cái nghĩa rốt ráo đó, đó chính là niết bàn. Tức là khi mà mình sống ở giữa đời mà dù cho thăng trầm vui khổ như thế nào giữa cuộc đời đi nữa, mà tâm mình vẫn là bình thản, an nhiên, tự tại, thì như vậy tức là niết bàn, tức là đạt được cái cảnh giới cao nhất của người tu hành. Thì Đức Phật ngài có nói là cái mà mục đích cao nhất của cái người tu hành đạt được là gì? Là thấy rõ các pháp mà nội tâm vẫn thanh tịnh. Thấy rõ các pháp ở đây là các pháp là thăng trầm, được mất, hơn thua, vui khổ đó đó. Các pháp nó như thế nào đó, thuần hay là nghịch, tức là cái gì đó, tâm nội tâm vẫn thanh tịnh. Thì nó cũng đúng với cái bài kinh mà Hạnh Phúc Kinh mà hồi nãy thầy nói đó, là khi xúc chạm việc đời tâm không đồng, không sầu đó. Thì cái mục đích tận cùng của người tu hành là làm sao mà xúc chạm với tất cả mọi việc đời. Bây giờ mình nghe một cái chuyện gì xảy ra, xấu hay tốt, đúng hay sai gì đó, tức là thị phi đó, mình gọi thường hay nói là chuyện thị phi ở đời đó. Thế bây giờ sao mà khi mình nghe một chuyện thị phi thì mình biết rất rõ, mình biết rất rõ cái gì đúng, cái gì sai, cái gì tốt, cái gì xấu, mình biết rất rõ. Nhưng mà tâm mình vẫn không đồng đó. Không đồng ở đây không có nghĩa là mình thờ ơ à, bởi vì thực ra một cái tâm mà không đồng như vậy á, mới là làm được tốt. Ví dụ như là một cái ông, thầy có một cái ví dụ, thầy nói là một cái ông bác sĩ, ông rất là giỏi, nhưng mà bây giờ đứa con của ông bị tai nạn và ông phải cưa cái chân cái đứa con thì ông làm không được. Ông làm không được vì sao? Vì bây giờ mà cưa chân con ông là ông bị dao động, ông không làm được. Thế còn đưa một cái bác sĩ, người ta tâm người ta bình thản, người ta chỉ biết rằng là cái chân này mà nếu không cưa đó thì nó sẽ bị hoại tử, nó sẽ còn nguy hiểm hơn nữa, cho nên phải cưa, phải chữa lại, thì đành phải như vậy thôi. Thành ông bác sĩ kia là ông là cái người rất là sáng suốt, bình thản, thì ông lại làm rất chính xác. Còn nhiều khi cái người cha mà làm mà thương con quá, cái đâm ra là cưa rồi sờ quá rồi mới cưa run, cái là nó sinh ra nhiễm trùng rồi này kia lung tung cả. Thành ra do đó đó, thật ra không phải là một cái tâm bình thản là vô cảm, mà chính bình thản mới là có đủ cái sáng suốt, bình tĩnh để mà làm tốt những cái việc ở đời. Tức là làm những cái việc gì mà để mà có lời mình, lời người. Thì như vậy á, chúng ta thấy là tu hành tức là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi.
quý vị thấy định nghĩa như vậy đúng không? Tu hành là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Tức là không phải lúc nào mình cũng đúng, có những lúc mình còn sai. Nhưng mà nếu mình biết quan sát, biết lắng nghe, biết học hỏi thì mình sẽ điều chỉnh cái sai đó thì nó thành đúng. Thì nhờ thấy ra cái sai mà mình điều chỉnh lại được thành đúng. Thì cái cũng giống như là nếu mà mình chưa có chánh kiến, chưa có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì sai chỗ nào mình điều chỉnh chỗ đó. Cứ điều chỉnh như vậy thì đến một lúc mình cũng là đến cái chỗ mà cái chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định một cách hoàn hảo. Thì khi mà cái mình điều chỉnh nhận thức và hành vi hoàn hảo đó, thì quý vị cũng biết là Phật á, Phật có cái những cái đức tính là Như Lai, ứng cúng, rồi chánh biến tri, rồi minh hành túc. Đó, quý vị có nghe một cái từ là minh hành túc phải không? Minh hành túc đó, minh tức là nhận thức hoàn hảo, nhận thức đúng một cách hoàn hảo, và hành đó, tức là hành vi tốt một cách hoàn hảo. Cho nên thực ra Phật là gì? Phật là cái người đã qua một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi, cho nên bây giờ đó nhận thức và hành vi của Ngài đã đi đến chỗ hoàn hảo, và mình gọi là minh hành túc. Như vậy ở đây đó mình thấy là, nói một cách khác, tu hành là gì? Tu hành là quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi, mà là điều chỉnh nhận thức và hành vi để làm gì? Để phát huy trí tuệ và đạo đức, phải không quý vị? Thấy đúng không? Phát huy trí tuệ và đạo đức. Tất cả những cái chuyện gì mà đến với mình trong cuộc đời á, nếu mình biết học hỏi á, thì tất cả những cái điều đó đều là giúp mình điều chỉnh nhận thức và hành vi cả. Quý vị có thấy điều đó không? Thí dụ như bây giờ có một người họ đến tự nhiên cái họ đến họ chửi mắng mình, thì nếu mà mình không có sáng suốt để mà học hỏi thì mình sẽ nổi giận lên và mình chửi lại vậy thôi. Nhưng mà nếu bây giờ đó có một người đến chửi mình mà mình lại đủ bình tĩnh, đủ sáng suốt để mình lắng nghe, để mình xem người ta nói đúng hay sai, rồi nếu mà đúng thì mình sửa, còn nếu như họ nói sai thì mình sẽ bình tĩnh để mà mình nói lại để giúp cho họ hiểu lại cho đúng. Thí dụ như vậy, thì trong cái quá trình mà mình làm như vậy đó, rõ ràng là mình đang phát huy trí tuệ và đạo đức, phải không? Phát huy trí tuệ và đạo đức gì nữa? Thì trong cái sự tu tập á, trong sự tu tập á, là chính yếu là để phát huy trí tuệ và đạo đức. Nhưng có một điều rất là mừng là như thế này. Thực ra theo đạo Phật á, thì mỗi người mình á, là vốn có Phật tánh mà, phải không? Vốn có Phật tánh, vốn có tánh giác, vốn có tánh biết rất là trong sáng. Đức Phật Ngài gọi cái tâm của mình là một cái Pāpassara Citta, tức là một cái tâm chói sáng. Cái tâm đó rất là sáng. Nhưng mà tại vì mình á, bị tham sân si, rồi mình nó bị che lấp, nó trói buộc, cho nên làm cho mình không phát huy được cái sự chói sáng đó, không phát huy được cái Phật tánh, cái tánh giác đó. Thì bây giờ đó, nhưng mà có một điều là thế này, chúng ta có đầy đủ Phật tánh, có đầy đủ những đức tính tốt. Bởi vì hệ mà đã có Phật tánh, tức là cái Phật tánh đó nó phải có là ứng cúng, chánh biến tri, minh hành túc, thiện thể, thế gian dạy, vô thường sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Tức là những cái đức tính đó nó đã có sẵn ở trong Phật tánh. Thế nhưng mà bây giờ nó phải là, nó phải va chạm với cuộc sống, nó mới phát huy được.
Để thầy lấy một ví dụ như thế này. Bây giờ ví dụ như một cái hạt ổi. Cái hạt ổi á, là trong hạt ổi á, là nó đã có đầy đủ tính chất của một cái ổi, có phải không? Cho nếu mà nó không có một tính chất đầy đủ của cái ổi á, thì cái hạt ổi không thể nào nó sẽ ra cây cam. Tức là mình gieo hạt ổi mà nó ra cây cam, nó ra cây xoài. Nhưng mà bởi vì trong cái hạt ổi đó là nó đã có đầy đủ tính chất của cây ổi, cho nên đó, khi mình gieo xuống đó, thì nó sẽ là ra một cái ổi hoàn hảo. Thì cái Phật tánh cũng vậy. Thực Phật tánh là một cái chủng tự hoàn hảo đã có sẵn, nhưng mà nó phải có xúc chạm với là phải có hạt ổi, nó phải là gieo xuống đất, rồi nó phải có nắng, có mưa, có gió, có đủ thứ trên đời. Thì cái này là cũng giống như khi cái tâm mình mà xúc chạm việc đời đó, xúc chạm với cái được mất hơn thua, thành bại vui khổ trong cuộc đời đó, mình đừng có sợ những cái đó, mà chính những cái đó là giúp cho mình phát huy cái Phật tánh lên. Cũng như cái hạt ổi đó, nếu mà nó sợ, nó nói hạt ổi nó nói thôi để tôi trong nhà chứ đừng có đem ra, tôi để ngoài đất mưa nắng tôi sợ lắm. Nếu như vậy thì không thể nào mà nó phát huy lên thành một cây ổi mà hoàn hảo được, phải không? Vì vậy mình cũng vậy, mình đừng có sợ những cái phiền não ở giữa cuộc đời. Chính phiền não tức bồ đề, tức là qua cái phiền não đó mà nếu mình biết học hỏi, mình biết là sử dụng chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định á, thì mình sẽ học được qua cái bài học đó, dù là thuận hay nghịch, dù là được hay mất, thành hay bại, đều là bài học để giúp cho mình phát huy cái trí tuệ và đạo đức. Quý vị thấy như vậy ha, phải không? Giống như cái hạt ổi đó, nó phải ra ngoài gieo xuống đất, rồi thậm chí là có phân rồi này kia, hôi hám rồi đó, nhưng mà nhờ vậy nó lại là phát huy lên. Cũng như là cái hoa sen mà nó nở ra trong bùn vậy, bùn dơ hôi vậy, nhưng mà là nó lại là giúp cho cái hoa sen nở lên. Thì cái cuộc đời này đó là nó giống như là bùn, hay là giống như là cái hoàn cảnh mưa nắng rồi nó giúp cho cái ổi phát huy, hay là giúp cho cái sen phát huy nở hoa hoàn hảo. Thế thì mình đừng có trong ngày, mà mình hãy lấy những cái nghịch cảnh ở giữa cuộc đời để mà mình làm bài học phát huy cái trí tuệ và đạo đức. Nhờ gặp những cái nghịch cảnh như vậy cho nên mình mới phải sáng suốt hơn, mình mới là xử lý được. Vì vậy cho nên mình phát huy được trí tuệ. Và khi mình xử lý mà sai đó thì nó sẽ đưa đến những cái hậu quả xấu, cho nên mình phải điều chỉnh để cho xử lý sao cho thật tốt, thì khi đó cái hiệu quả nó sẽ tốt đẹp hơn. Đó là như vậy đó. Thì cái cuộc sống rất là đơn giản, chỉ là mình biết soi sáng lại chính mình, biết soi sáng lại chính mình để mà điều chỉnh cái nhận thức và hành vi cho đúng tốt. Thì khi mà mình điều chỉnh nhận thức và hành vi cho đúng tốt, chính là mình đi đúng con đường bát chánh đạo. Nếu ai hỏi mình là thế nào là chánh pháp, chánh đạo, thì mình trả lời đơn giản, đó chính là bát chánh đạo. Chứ bây giờ mình nói rằng đạo này là chánh đạo, đạo kia là tà đạo, nhưng mà mình không chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì mình cũng vẫn không phải là chánh đạo. Cho dù mình có nói là mình tu đạo Phật, nhưng mà mình không có những cái yếu tố chân chính đó thì mình cũng vẫn chưa phải là chánh đạo. Do đó mà tu tập đơn giản là mình chỉ cần nhìn lại cái nhận thức và hành vi của mình như thế nào hằng ngày, từng khoảnh khắc trong đời sống của mình, dù mình đang ở đâu, làm gì, lúc nào, thì mình cũng đều là soi sáng lại cái thân tâm để thấy ra được cái nhận thức và hành vi của mình đã đúng tốt chưa. Nếu chưa thì mình sẽ điều chỉnh lại cho đúng tốt. Có một điều mà thầy cũng muốn nhắc quý Phật tử là thế này. Có người hỏi thầy là làm sao để biết mình tu hành tiến bộ. Thì thầy trả lời như thế này. Khi nào mà mình phát hiện ra mình có nhiều cái xấu, đó là mình tu hành tiến bộ.
chứ cứ nói rằng là hôm nay tôi tốt hơn, tốt nhiều khi cái tốt đó cũng là mình chưa chắc đã tốt, chưa chắc đã tốt, là tốt một cách chủ quan theo mình thôi. Nhưng mà khi mình đã thấy ra được cái sai cái xấu đó, bởi vì á, nó cái nguyên lý là thế này, cái tất cả các pháp vốn nó đã hoàn hảo, mà do mình nhận thức và hành vi sai cho nên mình mới đau khổ thôi, phải không? Vậy thì bây giờ mình phải nhận thấy ra được cái sai để mình xả ly, buông bỏ cái sai đó đi, thì tự nhiên nó trở lại tốt đó. Chẳng phải là mình tạo ra cái tốt đó. Thí dụ như bây giờ một cái viên ngọc nó ở trong cục đá đó. Ở bên ngoài là quý vị mà đi xem chỗ người ta triển lãm đá đó, quý vị sẽ thấy rằng là có những cục đá bên trong nó rất là đẹp, nhưng bên ngoài nó xấu. Nếu mà để ngoài đường chắc mình không lấy về làm gì. Nhưng mà bên trong là một cái viên ngọc quý đó. Thì con người mình cũng vậy, bên ngoài mình là bao trùm bởi những cái là tập khí, những cái phiền não đủ thứ, nhưng mà thực ra là bên trong là có viên ngọc quý. Trong kinh Pháp Hoa có kể cái câu chuyện mà nói là vạn gạ cùng tự mà có cái viên ngọc quý nhưng mà vẫn đi xin ăn, là vậy. Là mình không biết rằng là ở trong này có cái, mỗi người đều có cái viên ngọc quý đó, chính là cái Phật tánh hay là cái tánh giác mà mỗi người sẵn có. Và nói chung là không phải là Phật tánh, mà tất cả các pháp đều vốn là hoàn hảo cả, chỉ tại nhận thức và hành vi của mình sai xấu mà mình chuốc lấy cái hậu quả là phiền não khổ đau mà thôi. Chứ không phải là do mình cứ, người ta nói là múa vùng rồi chê đất lệch. Tức là mình múa dở mà mình cứ nói tại vì đất nó, cái sân khấu nó gồ ghề quá cho nên tôi múa không được. Thì mình là mình cứ chê, mình cứ nói hoàn cảnh, do hoàn cảnh, nhưng mà thực ra là do chính cái thái độ nhận thức và hành vi của mình đó. Thì á, cái nguyên lý mà các pháp vốn đã tốt, tức là thân tâm vốn là nó hoàn hảo, khi mình sinh ra đó thì là trong mình nó có đầy đủ mắt tai mũi lưỡi, rồi tất cả những cái bộ phận trong con người mình đều là hoạt động một cách rất là tự nhiên, rất hoàn hảo. Nhưng tại mình tham ăn cho nên mình ăn tầm bậy nó vô mới là sinh ra đau đường ruột, phải không? Mình sân hận nhiều cho nên nó mới đau gan đó. Mình lo lắng vui mừng giận quá đó cho nên nó mới sinh ra đau tim đó, chẳng hạn vậy. Thì tất cả những cái đó là mình, do mình nhận thức và hành vi sai cho nên mình mới là tạo ra cái đau khổ cho mình. Cho nên bây giờ chỉ cần là chấm dứt, thấy ra được những cái sai để chấm dứt những cái sai, đó chính là con đường giác ngộ. Chứ không phải là mình tạo ra một cái đúng nào cả. Đừng có cố gắng tạo ra một cái đúng nào, mà chỉ cần không sai thì tức là đúng. Đó là cái nguyên lý tu tập là như vậy. Bây giờ thầy để mấy phút, 15 phút gì đó để cho các Phật tử muốn hỏi gì thì hỏi. A Di Đà Phật. Hôm nay quý Phật tử có duyên lành được gặp Hòa Thượng. Quý Phật tử nào trong cái lúc tu tập mình có khúc mắc gì đó, hay là chúng ta có thể hỏi, cứ mạnh dạn à. Một câu hỏi hay là cả đại chúng được lợi ích, cho nên chúng ta đừng có ngại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, con xin hỏi Ngài giải đáp cho con. Con cũng có đọc sách Phật, thì con tâm đắc một câu của Thiền Sư Nam Tuyền là tâm bình thường là đạo. Thế thì con cũng cố gắng áp dụng cái tâm bình thường, là khi gặp vui con cũng không vui quá, gặp buồn con cũng không buồn quá. Nhưng vì chúng con là còn tại gia nên có những việc mà trong gia đình mà có những việc là nó rất là nặng nề, thì đem cái tâm bình thường ra thì không hóa giải được việc đó. Thì
mà lại nếu mà con chỉ dùng cái tâm bình thường để đối xử với việc đó thì cái sự việc, cái người mà đem cái việc nặng nề đó lại thì lại càng ngày là càng thấy mình bình thường thì lại càng là nặng nề hơn. Nhờ đó chúng con rất là khó hóa giải việc đó, mà nếu mà đem tâm sân hận hoặc là đấu tranh thì lại là không đúng với cái không được như cái câu của thiền sư nói. Do đó xin ngài giải thích và hướng dẫn cho con và đạo tràng được rõ hơn một chút nữa. Cái bình thường tâm thì đạo, hay là tâm bình thường là đạo. Thì hồi đó mình khi mình mới tu á, mình cứ tưởng là mình phải tu để mà đạt được một cái trạng thái, là một cái cõi giới nào đó rất là phi thường. Nhưng sau một thời gian tu tập á, thì thầy mới thấy rằng là thật ra những người tầm thường á thì mới thích những chuyện phi thường. Phải không? Người mà tầm thường á mới là thích chuyện phi thường. Còn nếu mà người mà thật sự phi thường á, là tại sao gọi là phi thường? Là bởi vì họ thấy cái phi thường đó trong những chuyện rất bình thường. Đó. Thí dụ như là mình tưởng là bay á, mình luyện thần thông để mình bay được á, là phi thường. Nhưng mà cái người ta đi, từng bước đi đều an lạc, thì đó là chính là phi thường. Quý vị hiểu thầy nói không? À, tức là thật ra là người ta đã thấy được cái phi thường trong cái bình thường. Cho nên á, mình đừng có mơ mộng những cái chuyện quá phi thường, mà mình hãy sống rất là bình thường. Cái mà thật ra đó, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, như thử hồi nãy thầy nói đó, là chỉ cần, không phải là mình làm sao để cho chánh kiến, làm sao để chánh tư duy, mà chỉ cần là không tà kiến, không tà tư duy, không tà ngữ, không tà nghiệp, không tà màng, không tà tinh tấn, không tà niệm, không tà định, tức là bát chánh đạo. Đó. Thầy lấy ví dụ như thế này. Hồi nãy thầy có lấy ví dụ đó, giả sử như có người họ tới họ chửi mình, mà tâm mình mà nổi giận lên đó là mất bình thường đó. và mình đó, là mình cứ muốn là thắng họ, mà nếu mà mình không thắng được họ là mình phải luyện thần thông sao để mà để mà diệt được họ cái. Như vậy là tức là mình muốn phi thường không à? Đó. Nhưng mà thực ra nó đơn giản là nếu người ta mắng chửi mình mà mình tâm mình vẫn bình thường, tâm mình vẫn bình thản, vẫn sáng suốt, định tịnh, trong lành, mình không dao động, thì không có nghĩa là mình cứ ngồi im. Nhưng mà nhờ cái sự sáng suốt, định tịnh, trong lành đó, mình mới là nói đúng, phải không? Mình mới là thấy biết đúng, suy nghĩ đúng, nói năng đúng, hành động đúng. Mà khi mình đã làm đúng như vậy á, thì chắc chắn là sẽ có hiệu quả. Nhưng mà nếu mình nổi sân lên á, thì lúc đó không còn nhận thức đúng nữa, không còn tư duy đúng nữa, không còn nói năng đúng nữa, thì nó chỉ gây thêm cái xáo trộn thêm. Đó. Cho nên cái tâm bình thường ở đây đó có nghĩa là tâm bình thản, sáng suốt, định tịnh, trong lành, hay là tâm rộng rang trong sáng, không bị ảnh hưởng bởi những cái bên ngoài làm cho nó bị dao động, làm cho nó bị rơi vào cái phiền não hay là tối tâm, mà tâm vẫn là bình thản, sáng suốt, thì đó chính là cái tâm bình thường. Chẳng phải tâm bình thường là mình ngồi im lặng, mình đã nhận thức đúng, suy nghĩ đúng, thì tự nhiên mình sẽ nói lại đúng, mình sẽ nói lại đúng, hay là mình sẽ hành động lại đúng, hoặc là cái tâm của mình lúc đó là cái tâm mà mình rất là chân thành, rất là trọn vẹn và không dao động, thì như vậy á, là mình sẽ có hành động tốt, chứ không phải là không có hành động. Mình sẽ có cách ứng xử tốt để mà giúp cho cái sự việc đó nó tốt đẹp. Chứ không phải là mình nói tâm bình thường thì thôi mình cứ im re đó, là không phải.
mà chính là cái bình thường là cái mà vốn nó rộng lặng trong sáng đó. Với cái tâm rộng lặng trong sáng đó, bình thường đó, chứ không phải là mình thành một cái gì cả. Bây giờ mình đừng có nghĩ là mình tu hành là mình sẽ thành một cái gì đó ghê gớm lắm, không phải, mà chính là mình rất bình thường. Cho nên á, Ngài Huệ Năng Ngài mới nói là không phải tu để mình trở thành cái điều gì, mà là bổn lai vô nhất vật. Nói cho dễ hiểu là mình không là gì cả. Nếu mà mình không là gì cả thì ai nói mình chẳng sao hết, phải không? Nhưng mà mình cho mình là thế này, cho mình là thế kia. Cho nên khi ai nói tới một cái là mình nổi sân lên, mình muốn thắng người ta. Nên thực ra là tâm bình thường thì đạo là hoàn toàn chính xác. Chính thầy là cũng trong cái quá trình tu tập cho đến bây giờ đó, thầy là 76 tuổi mà thầy á là như vậy là thầy tu vậy là 56 năm, bởi vì thầy tu từ cái lúc mà 20 tuổi á. Lúc mà thầy học trung học xong rồi là thầy đi tu, thì lúc đó cũng là cái trường đại học Vận Hành nó cũng mở ra, cho nên thầy là cũng đi đầu tiên, là thầy học cái trường đại học Vận Hành đầu tiên á. Thì cái như vậy là tu là 56 năm rồi, nhưng mà lúc đầu cũng trải qua nhiều cái nỗ lực tu hành để muốn đạt cái này cái kia dữ dội lắm. mình cứ tưởng là vô tu là mình sẽ trở thành một cái gì ghê gớm, nhưng mà sau này á, thầy mới biết rằng là thế ra không phải. Chỉ cần mình thấy sai để mình đừng có làm sai nữa thì là nó đúng rồi, thế ra nó đúng sẵn rồi đó. Tất cả mọi cái đều nó đã hoàn hảo, chỉ nếu mà mình đừng có làm sai thì nó sẽ là tốt. Cho nên á, giữ bình thường là tốt nhất. Thì ở bên đầu do đó, cũng người ta cũng nói rằng là an phần thụ thường. An phần thụ thường, cái chữ an phần thụ thường là nghĩa hay lắm á, chứ không phải là nghĩa là cái người nghe nói an phần cái mình tưởng đâu là mình không làm gì hết, không phải vậy. Mà an phần thụ thường tức là mình đừng có muốn phi thường gì hết trơn á. Hay là bên Lão Tử đó cũng nói rằng là cái nói là đào khả đào phi thường đào. Cái chữ thường đào đây tức là cái đào rất là bình thường, chứ không phải thường đào là một cái đào gì mà nghe nói thường đào là mình tưởng nó là một cái đào nó thường hằng bất biến gì đó, trường cựu gì đó, không phải. Lão Tử muốn nói là đó là cái đào bình thường chứ đừng có đào mà khả đào tức là mình muốn đào phi thường á là sai đó. Đào là hoàn toàn bình thường thôi, mình cứ sống bình thường thì cái mà ai mà nhận ra được cái tâm bình thường đó đó, mà cái tâm bình thường đó vốn nó đó là Đức Phật đó là cái Pāpassara Citta, tức là cái Phật tánh, cái tánh giác đã có sẵn ở trong chính mình. Đó là cái viên ngọc quý mà bên Mật tông người ta niệm là Om Mani Padme Hum, là cũng chính là niệm để trở về với cái tâm, cái bản tâm mà thanh tịnh trong sáng đó. A Di Đà Phật. Vừa rồi Phật tử có một câu hỏi rất là hay, và câu hỏi đó cũng làm cho đại chúng chúng ta được hưởng cái sự lợi ích soi sáng rõ hơn con đường tu tập. Quý Phật tử cho Phật tử tràn pháo tay. Thầy mời Phật tử tiếp theo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thưa thầy là con có đọc một câu mà giờ con không biết đó là của thiền sư nào, thì trong đó có một câu là đối cảnh vô tâm tức là thiền. Con nhớ vậy đó, nhưng mà giờ nếu con nhìn cái cảnh thì giờ mình làm sao để mình vô tâm? Thầy chỉ vào cái cách để làm sao mà mình nhìn cảnh mà mình vô tâm. Nhiều khi con nhìn cảnh rồi con cũng thấy không biết mình vô tâm, mình làm sao để mình vô tâm được. Thành ra giờ thầy chỉ cho con làm cách nào, bằng cách nào, có hành động nào, phương pháp nào để mà con thấy ở cảnh rồi mình không có còn tâm nữa. Con xin này. Cái câu đối cảnh vô tâm mạc vẫn thiền là của Ngài Trần Nhân Tông.
của ngài Trần Nhân Tông đó, bây giờ mình gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông á, cái câu đó là câu đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, đó là gia trung hữu bạo hữu tầm mịch, tức là ở bên trong mình nó đã có của báo rồi, đừng có đi tìm đâu hết trơn á, mà chỉ cần là đối cận mà tâm vô tâm á, là mạc vấn thiền. Thì đối cận vô tâm ở đây đó thì có khi cái từ vô tâm đó nó làm cho nhiều người hiểu lầm, chứ còn vô tâm ở đây á, là như cái câu mà trong Phật dạy trong kinh Mangala Sutta đó, thì ngài dạy là khi xúc chạm việc đời, đối cận tức là khi xúc chạm việc đời đó mà tâm không đồng không sầu, tự tài và vô nhiệm là phúc lành cao thượng, thì cái đó chính là đối cận vô tâm mạc vấn thiền. Tức là thế bây giờ làm thế nào, cái câu hỏi rất là hay, vì trong đời sống của mình làm sao mà mình đối cận vô tâm được. Thật ra vô tâm là một cái tâm rộng lặng trong sáng. Cái từ mà rộng lặng trong sáng là thế này, rộng là rộng, tức là rộng ra. Rộng rang là sao? Ví dụ như bây giờ một người ăn trộm, tâm rộng rang được không? Không được, bởi vì ăn trộm là mình ăn trộm rồi về nằm ngủ á, mà nghe ai nói chuyện gì với nhau á là cũng tưởng người ta là nói biết mình ăn trộm rồi. Rồi á là nghe cái tiếng xe cảnh sát mà ở ngoài hú hú, người ta đi làm chuyện gì không biết á, là mình nói thôi rồi, chết rồi, cảnh sát tới bắt mình rồi. Thì không thể nào mà rộng rang được, phải không? Mình làm một cái điều gì mà tội lỗi á, là tự nhiên tâm mình nó cứ day dứt, nó cứ nó nóng nảy khó chịu lắm, cho nên á không thể rộng rang. Lặng lẽ tức là tâm mình nó yên tĩnh đó. Tịch tình yên tĩnh. Vắng lặng đó là thì á cái tâm của mình thì nó cứ lao sao suy nghĩ chuyện này suy nghĩ chuyện kia, tham sân si đủ thứ, thì cái đó là tâm nó là không phải là vô tâm nữa nè. Cái đó là rộng rang lặng lẽ. Và yếu tố thứ ba đó là trong sáng, tức là cái tâm của mình đó, nếu mà không có bị một cái gì che lấp hết đó, thì vốn nó là rộng rang lặng lẽ trong sáng. Nếu mình cứ tu hành tốt, mình sống đúng tốt, thì tâm mình nó sẽ rộng rang lặng lẽ trong sáng, không có sợ gì cả, không có buồn phiền gì cả đó. Thế thì á, khi mà cái tâm mình mà rộng rang lặng lẽ trong sáng như vậy á, thì mình sẽ nhìn mọi sự mọi vật đúng như thực, cho nên gọi là chánh kiến đó. Cái đối cận vô tâm chính là chánh kiến, đối cận vô tâm á, chính là chánh kiến. Thế bây giờ mình nhìn thấy hay là nghe xúc chạm với mọi sự mà tâm mình vẫn là bình thản, thì nó có ba yếu tố là rộng lặng. Bây giờ ở đây thầy trong cái quá trình mà thầy hướng dẫn tu thiền á, thì thầy có mấy cái điều này để giúp cho cái tâm mình mà đối cảnh vô tâm á, là cần phải có những yếu tố này. Đầu tiên là làm việc gì mình cũng thận trọng chú tâm quan sát. Thí dụ bây giờ thầy muốn uống nước thì thầy phải quan sát xem từ nước ở đâu, là phải không? Phải thận trọng chú tâm quan sát xem từ nước ở đâu. Rồi cầm ly nước cũng phải thận trọng chú tâm quan sát mà cầm. Uống cũng phải thận trọng chú tâm quan sát mà uống. Để xuống cũng phải thận trọng chú tâm quan sát mà để xuống, phải không? Chứ nếu mà thầy không thận trọng chú tâm quan sát là làm bể cái ly của chùa đó. Đó. Thế thì á, khi mà mình thận trọng chú tâm quan sát thì mình làm việc gì cũng đều là rõ ràng minh bạch, cho nên mình sẽ không có ân hận, phải không? Mà không có ân hận, không day dứt thì tâm nó rỗng ráng. Thành ra khi mình thận trọng chú tâm quan sát trong tất cả mọi cái hoạt động đời sống của mình á, bây giờ quý vị đi qua đường có cần phải thận trọng chú tâm quan sát không? Không có là nguy hiểm à. Bây giờ nấu ăn cũng vậy, nấu ăn cũng phải thận trọng chú tâm quan sát, chứ lỡ mà bỏ muối mà nó mặn hơn chút xíu là ăn là cũng khó ăn nữa, phải không? Hay là lựa mà nó nhiều quá, cái nó chín quá, hoặc là
nó khét, nó cháy gì đó nó cũng là không được. Cho nên tất cả mọi chuyện làm gì đó, mình phải thần trọng chú tâm quan sát, thì nó sẽ giúp cho mình cái tâm mình không có lao xao, không lăng xăng, mà mình tròn vẹn với cái việc làm của mình. Thứ hai, quý vị nếu mà có ai ghi thì ghi như vậy là thần trọng chú tâm quan sát. Khi mình làm việc gì là thần trọng chú tâm quan sát. Còn nếu mà mình, cho dù mình không có việc gì làm, mình ngồi không á, thì mình phải trở về tròn vẹn tỉnh thức với chính mình. Thành ra trở về tròn vẹn tỉnh thức, đó là cách ứng xử thứ hai. Và trong đời sống của mình á, khi mà hệ ứng ra thì mình thần trọng chú tâm quan sát, khi mình trở về thì là tròn vẹn tỉnh thức. Một thời gian là mình thấy mình tâm mình nó khác rồi đó, nó thay đổi nhiều rồi đó. Có nhiều người nói với thầy là khi con thực hành như vậy một thời gian, bây giờ hồi trước con hay sân, bây giờ con hết sân rồi, bớt sân nhiều lắm. Hồi trước con hay thế này thế kia gì đó, thì bây giờ là nó bớt cái lăng xăng lao xao đó nhiều lắm. Thì á, nó sẽ, đó là giai đoạn đầu. Giai đoạn thứ hai á, là khi một cái người mà đã thần trọng chú tâm quan sát rồi thường trở về tròn vẹn tỉnh thức á, thì người đó, cái tâm người đó bắt đầu là phát huy ra được cái tâm mà trong lành, định tịnh, sáng suốt. Trong lành tức là cái tâm mà không có một gọi là dục tượng, sân tượng, hài tượng, tức là không có tham muốn nhiều, không có sân hận và không có muốn hại ai cả. Đó. Không sân á là nó phát huy tâm từ nè, mà không hài đó là phát huy tâm bi đó. Đó. Thành ra là cái tâm từ bi rồi nó phát sinh lên. Vì vậy cho nên á, bây giờ mình tập sau một thời gian mình tu tập như vậy rồi, bây giờ mình lại cao hơn một chút á, mình tu tập là cho dù mình gặp cái gì đó, tâm mình vẫn trong lành, định tịnh, sáng suốt, cho đừng có nội dần, nội tham, nội sân, nội si nhiều. Mình phải sáng suốt, định tịnh, trong lành đó. Thì á, trong cái góc tâm của mình á là rộng rang, lặng lẽ, trong sáng. Như hồi nãy thầy nói nè, nếu mình có ba cái bước đầu là thần trọng chú tâm quan sát, trở về tròn vẹn tỉnh thức, trong lành, định tịnh, sáng suốt, thì bắt đầu mình trở về được với là cái bản tâm, cái Phật tâm của mình, đó là rộng rang, lặng lẽ, trong sáng. Thì khi đó mình mới đối cảnh vô tâm mới được. Chứ bây giờ mình đối cảnh là nổi sân liền thì làm sao mà vô tâm được. Đối cảnh vô tâm tức là đối cảnh mà tâm không có tham sân si. Nói vậy cho nó dễ hiểu đó. Tức là đối cảnh mà tâm không sang sân si, đó chính là đối cảnh vô tâm. Phật Hoàng Trần Nhân Tông á, là muốn nhấn mình một cái điểm thế này: chỉ cần khi mình sống ở giữa đời mà mình sáng suốt, để cho tâm mình rộng lặng, trong sáng, không có tham sân si đó, là được rồi. Tức là trở về với là bình thường tâm thì đạo đó. Chứ không phải là mình, nhiều người cứ nghĩ rằng là mình tu là mình phải tu luyện để mà đạt được cái này, để đạt cái đó, vẫn là ham muốn. Mình không cần cái ham muốn đó, mình chỉ cần là đối cảnh vô tâm là được rồi. Đó. Thiền là đối cảnh vô tâm là không có tham sân si. Mà không tham sân si là nhớ là thần trọng chú tâm quan sát, trở về tròn vẹn tỉnh thức, trong lành, định tịnh, sáng suốt, trong mọi hoạt động đời sống, thì mình sẽ trở về được với cái tâm rộng rang, lặng lẽ, trong sáng. Đó. Dạ, câu hỏi, dạ, câu thứ ba. Cho con cũng được. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thưa thầy, ông chồng con á, nay ông bệnh nay mấy năm rồi, nhưng mà nay là buồn bữa, là con thỉnh mấy cái tượng Phật bằng tranh á, con treo buồn, cô người làm á, cô treo buồn phía này nè. Mấy ngày nay á, ông cứ nhìn cái cô là ông khóc không à?
mà mấy bữa kia thì nói niệm Phật cũng niệm, bây giờ không niệm Phật mà đủ khổng không ăn luôn. Quay bà cô Tường cứ nhìn cái cô đó là khóc à, nhìn cái cô đó là khóc à, nhìn cái cô mà người làm mà treo bức tường lên là cũng không khóc à. À thưa thầy, thầy cho con hiểu. Có thể là có nhiều trường hợp. Có thể là cái người làm đó họ rất là tốt, phục vụ công việc rất là tốt, hoàn cảnh của người đó đáng thương, cho nên bây giờ ông thấy thì ông thấy là mình đại khái chưa giúp được gì cho cái người mà họ nghèo khổ hay là họ đáng thương, họ phục vụ tốt, cho nên là nhìn thấy là cảm động. Có thể là như vậy, cũng có thể là lúc cái cô đó cô làm việc ở trong nhà đó thì ông chủ ông hay nổi nóng lên rồi la mắng rồi hay là cái gì đó, thế bây giờ nhớ lại cái là buồn giận, tức là nói chung là có làm cái gì sai, cho nên bây giờ nhìn thấy thì là buồn ở đây đó. Thì á mà thực ra bây giờ mình cũng rất là khó, cái căn cơ trình độ của mỗi người đó, nó mỗi khác, cho nên mình rất khó là mình chỉ là giúp được điều gì mình cứ hết lòng thôi, chứ còn mình làm được hay không á là chuyện đó còn cái duyên nghiệp nữa đó. Thì ví dụ như là mình cho ông nghe niệm Phật hay là cho ông nghe pháp, hoặc là có khi ông ấy lại muốn là thí dụ như là thầy có một vị sư đệ là lớn tuổi hơn thầy nhưng mà tu sâu, cho nên là sư đệ thì cái vị này đó là vị dặn ra là khi mà vị lâm chung á, khi đó vị đó mà lúc hấp hối á thì đừng có ai đến hết á, để cho vị đó yên tịnh hoàn toàn, đừng có ai tới tụng kinh hay làm gì hết á, bởi vì để cho vị đó yên tịnh hoàn toàn, bởi vì tùy theo mọi người, có người thì cần nghe tụng kinh, cần nghe tụng kinh để cho người nó yên tâm, nhưng mà có người thì lại là cái trình độ người ta có thể là cao hơn hay sao đó, thì người ta là muốn là để cho hoàn toàn yên tĩnh, để cho người ta soi sáng lại mình ở cái giây phút cuối cùng, chẳng hạn như vậy. Đó, thành ra thì tùy theo cái mỗi trình độ căn cơ khác nhau, để mình giúp được cái gì để cho cái người thân của mình yên tâm được chừng nào để hai chừng đó, chứ còn cũng là còn cái nghiệp duyên của họ nữa, cho mình cũng không phải là hoàn toàn mình có thể giúp họ một cách hoàn hảo được. Thì đó, cứ niệm Phật, rồi cứ nói chung là mình cứ hết lòng giúp được việc gì thì giúp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, dạ con xin hỏi ạ, chúng con ngày xưa chúng con cũng biết là Đức Phật tu ở Thọ Bát ở trên rừng là không đeo trang sức, không dùng dầu thơm và không nghe nhạc và tối nằm đất. Thế như chúng con bây giờ thì không thể làm theo Đức Phật được trọn vẹn. Nhưng mà con hỏi, ví dụ như ngày thường chúng con nằm giường mà ngày tu Thọ Bát con trai về chúng con vẫn nằm giường đó được không, hay phải nằm đất? Cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là nhiều Phật tử là tu có một buổi, còn một buổi về là bận việc nhà hoặc là đi đám cưới gì đó, thì con xin hỏi như vậy có lên hay không ạ? Có trọn vẹn công đức hay không ạ? A Di Đà Phật ạ. Cái mục đích của cái tu bát quan trai đó, mà mình thường hay có cái khóa tu bát quan trai đó, là hoặc là có những người đó thì họ có những cư sĩ đó, không biết bên Bắc Tông sao cho bên Nam Tông là có nhiều người họ thọ bát quan trai luôn, họ thọ bát quan trai luôn cả đời luôn đó. Hoặc là họ nguyện thọ 2 ngày 4 ngày hay 8 ngày hay là nửa tháng gì đó chẳng hạn, thế là họ nguyện như vậy. Thì á
cái mục đích của cái thọ bát quan trai này á, là để giúp cho mình á, là cắt bớt những cái ràng buộc, à, những cái tham đắm, cái ràng buộc. Thí dụ như mình nghe nhạc, mình ham nghe nhạc, nhưng bây giờ mình một ngày mình thử mình không nghe nhạc để coi thử là mình có sống được không chứ. Cho mình cứ lệ thuộc vào nhạc quá thì cũng được, phải không? Đó. Hoặc là mình ăn uống, lúc nào mình cũng phải ăn cả sáng cả chiều, lúc nào mình cũng ăn, để bây giờ mình không ăn buổi chiều để xem thử mình có sống đơn giản được không. Có nhiều người người ta thấy là không ăn buổi chiều nó tốt quá cho nên họ không ăn luôn. Bởi vì theo khoa học bây giờ người ta nói thế này, ăn bữa sáng là tốt nhất, bởi vì ăn bữa sáng để có năng lượng cho cái suốt cái ngày mình làm, à, là bữa sáng là tốt nhất. Còn bữa trưa đó thì là người ta nói là bữa sáng là phải ăn ăn như vua. Bữa trưa đó thì là ăn như là cái người chủ. Còn bữa tối đó thì phải ăn như là người ăn xin. À, thí dụ vậy, tức là ý nói rằng là cái bữa tối là không nên ăn nhiều, bởi vì bữa tối mình ngủ. Mình ngủ mà cái thời gian mà mình ngủ đó là cái thời gian cái cơ thể của mình nó chuyển hóa, nó thải các chất độc. À, thành ra nếu mà trong cái thời gian đó mà mình lại ăn rồi phải tiêu hóa rồi phải làm thế này thế kia là làm cho nó quá mệt cái thời gian người ta nghĩ. Thì cũng giống như bây giờ mình nói như thế này cho dễ hiểu đi. Mình có chiếc xe thì hằng ngày là mình lái đi chỗ này chỗ kia. Bây giờ tối chiều về là mình để trong cái gara để cho nó nghỉ ngơi. Thế nhưng bây giờ mình để trong gara mà mình vẫn cứ mở máy cho nó cứ chạy hoài vậy đó thì cũng như không. À, phải không? Cho nên đó, là cái bữa tối đó thì mình nên ăn nhẹ. Nếu có ai ăn á, thì nên ăn trước 6 giờ. À, chứ không nên ăn trễ quá, vì trễ quá thì lúc đó mình nằm ngủ mà mình phải tiêu hóa là rất là mệt. Cái cơ thể của mình nó phục vụ cho mình cả ngày. À, bây giờ mình phải để cái thời gian mình nằm ngủ cũng chính là thời gian để cho nó yên. À, cho nên mình bớt ăn đi. Thì đó là rồi nghe nhạc. Với lại là mình luôn là mình muốn là ở cái chỗ mà cao sang đẹp đẽ, hay là mình muốn trang điểm đồ này kia cho đẹp. Thì cái mục đích mà không nằm giường cao, không có trang điểm á, là để cho mình tập sống giản dị lại. À, sống sao cũng được. À, thì á, thực ra nằm trên giường cũng được, nhưng mà cái giường thì giường thấp. À, giường thấp chứ không nên nằm trên cái chỗ mà cao sang quá vậy thôi. Chuyện đó, thực ra chuyện đó nó cũng không phải là quan trọng, mà quan trọng là để mình tập sống giản dị lại. Đó. Cho nên là có những cái khóa tu hoặc là tu giao duyên là mục đích là để cho cái người mình sống ở đời rồi bây giờ mình không có thời gian để mình tu tập nhiều. Thì giờ mình tu theo giao duyên một khóa để mình tập sống như là chư tăng. À, tập sống là không dạng gì đó, tức là không đời sống dạng gì đó. Thì như vậy á là tốt. Mục đích là vậy thôi. Mà sống dạng gì ở đây đó, thì cái chính yếu là cắt bớt những cái ràng buộc. À, cắt bớt những cái ràng buộc ở đời. À. Còn bây giờ nói chuyện là mình thọ bát quan trai, thì quý vị nhớ một điều nghe. Quý vị nhớ cái điều này quan trọng đó nè. Mình không thọ ngũ giới, mà mình phàm giới nào đó là mình tội giới đó. Thí dụ như phàm giới sắc sanh là có tội, phàm giới trộm cắp là có tội. Nhưng mà cái giới bát quan trai mà thêm vào ví dụ như là không ăn quá ngọ, hay là không có nghe nhạc, hay là không có trang điểm được chẳng hạn, hay không nằm giường cao thì cái chỗ cao sang chẳng hạn đó, thì cái điều này á mình giữ thì có phước, mà mình không giữ thì cũng không có tội. Quý vị nhớ dùm á, nghe rõ không?
Tức là nếu mình giữ thì có phước, mà mình không giữ thì không có tội. Cho nên ví dụ như ví dụ như bên Nam Tông ấy, thì Phật tử tới chùa thường người ta thọ giới trước. Thì bình thường á, thì người ta thọ giới ngũ giới, tam quy ngũ giới. Nhưng mà có những cái ngày mà vào những ngày giới đó, thì người ta thọ là tam quy và bát quan trai giới. Thì khi người ta xin cái thọ trì tam quy và bát quan trai đó giới như vậy á, thì người ta làm được tới ngang đâu á, thì được phước ngang đó. Còn nếu mà vì việc gì đó mà họ nửa chừng cái họ không có làm được nữa, thì ngang đó là họ không có phước nữa thôi, chứ họ không có tội, không có tội gì cả. Họ chỉ không, tức là họ cái phước mà thọ bát quan trai tới ngang đó là hết vậy thôi. Họ có nghĩ buổi chiều thì cũng không sao, nhưng mà họ chỉ không có được cái phước. Thay vì họ nếu mà họ dự đến buổi chiều thì họ được phước tới cả buổi chiều, nhưng mà không dự tới buổi chiều thì ngang đó là thôi. Nhưng mà cái căn bản ngũ giới á, thì phải dự, chứ không dự thì không được.